dòng máu, tập 6. So với ánh nắng mùa đông ấm áp ở Sardinia, New York giống như miền Siberia. Các đường phố ngập tuyết và bùng loãng. Gió thổi qua sông đông lạnh cống, nhưng Elizabeth chẳng hề quan tâm. Nàng đang ở Ba Lan, ở thế kỷ trước, tham gia những cuộc phiêu lưu của ông tổ nàng. Mỗi buổi chiều, sau lúc tan trường, Elizabeth vội vàng chui vào phòng riêng, khóa cửa lại và lôi quyển sách ra. Nàng đã định bàn luận về quyển sách với bố, nhưng lại sợ ông sẽ lấy nó đi. Về một phương diện kỳ diệu và bất ngờ, chính cụ tổ Samuel là người đã cho Elizabeth lòng can đảm. Đối với Elizabeth, họ rất giống nhau. Samuel, suốt ngày thui thủi một mình, ông không có ai để trò chuyện. Như mình, Elizabeth nghĩ. Và bởi vì họ gần như cùng tuổi, vừa cách nhau cả một thế kỷ, nên nàng vẫn có thể đồng cảm với ông. Samuel muốn trở thành một bác sĩ. Chỉ có ba thầy thuốc được phép khám bệnh cho hàng ngàn người sống chen chúc trong những căn nhà bẩn thỉu, thường xuyên bị bệnh dịch quấy rầy của khu Do Thái. Và trong ba người đó, người phát đạt nhất là bác sĩ Zeno Wall. Ngôi nhà của ông đang đứng giữa những kẻ láng giềng nghèo khổ, không khác gì một tòa lâu đài giữa những căn lều lụp xụp. Nó có ba tầng. Qua khung cửa sổ có thể thấy những tấm rèm trắng mới giặt và thấp thoáng những đồ đạc sáng loáng. Samuel có thể hình dung ra ông bác sĩ ở bên trong đang khám cho bệnh nhân, giúp đỡ họ, điều trị cho họ lành bệnh. Đang làm điều mà cậu mong muốn được làm. Chắc chắn nếu một người như bác sĩ Zeno quan tâm đến cậu, Samuel nghĩ, người đó có thể giúp cậu trở thành bác sĩ được. Nhưng tới gần được bác sĩ Wall thật khó, không khác gì tới gần bất kỳ một người không phải Do Thái nào sống ở Krakow bên ngoài bức tường cấm. Thỉnh thoảng Samuel cũng được dịp liếc nhìn bác sĩ Zeno Wall vĩ đại, đi tản bộ dọc theo hè phố, say sưa nói chuyện với một đồng nghiệp. Một ngày kia, khi Samuel đi ngang qua nhà bác sĩ, cửa trước bỗng mở và ông bác sĩ bước ra cùng cô con gái. Cô ta cũng cỡ tuổi cậu và là người xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy. Ngay lúc nhìn cô ta, Samuel đã biết người này sẽ là vợ cậu. Cậu chưa biết mình sẽ giải quyết điều kỳ diệu đó như thế nào, chỉ biết là mình phải vậy. Mỗi ngày sau đó, Samuel lại tìm một lý do để đến gần nhà cô ta, hy vọng sẽ thoáng thấy cô ta lần nữa. Một buổi chiều khi Samuel có việc đi ngang qua nhà bác sĩ Wall, cậu nghe thấy tiếng đàn dương cầm vọng ra và cậu biết rằng chính cô ta đang dạo đàn. Cậu phải gặp cô ta. Nhìn quanh để chắc chắn không có ai, Samuel bước sang phía ngôi nhà, tiếng nhạc vọng xuống từ trên lầu ngay phía trên đầu cậu. Samuel lùi lại và nhìn kỹ bức tường. Có nhiều chỗ bám tay cho cậu trèo lên và cậu bắt đầu ngay không do dự. Tầng 2 cao hơn cậu tưởng và khi lên tới cửa sổ thì cậu đã cách mặt đất hơn 3 mét. Cậu nhìn xuống mặt đất và thấy hơi chóng mặt. Tiếng nhạc đã to dần lên và cậu có cảm giác cô ta đang đánh đàn cho cậu nghe. Cậu bám vào một chỗ khác và đu người lên tới cửa sổ. Từ từ cậu ngẩng đầu lên cho đến lúc liếc mắt qua được ngưỡng cửa. Cậu thấy mình đang nhìn vào một phòng khách được bày biện bởi những đồ đạc tuyệt đẹp. Cô gái ngồi chơi trước chiếc dương cầm màu vàng, trắng, đang dạo nhạc và đằng sau cô ta là bác sĩ Wall ngồi đọc sách trong chiếc ghế bành. Samuel không hề để mắt đến ông, cậu chỉ chăm chú nhìn vào hình ảnh đẹp đẽ đang ở cách cậu có mấy bước chân. Cậu yêu cô ta. Cậu sẽ làm một điều gì đó thật đặc biệt và can đảm để cô ta có thể yêu cậu. Cậu sẽ... Samuel quá tập trung vào cơn mộng tưởng nên nắm tay lỏng ra và rơi vào khoảng không. Cậu hét to một tiếng và thấy hai khuôn mặt hốt hoảng nhìn vào mình trước khi cậu chạm đất. Samuel tỉnh dậy trên bàn mổ trong phòng làm việc của bác sĩ Wall.
một căn phòng rộng rãi có nhiều tủ thuốc và một bộ dụng cụ giải phẫu. Bác sĩ Wall đang giữ một miếng bông có mùi ghê tởm dưới mũi cậu. Samuel ngạt thở và ngồi dậy. Tốt hơn rồi. Bác sĩ Wall nói, tôi định lấy bộ óc cậu ra cơ, nhưng tôi không biết cậu có nó hay không. Cậu định ăn trộm cái gì đây hả nhóc? Không có gì cả. Samuel bực bội trả lời. Tên cậu là gì? Samuel Roth. Những ngón tay của ông bác sĩ bắt đầu thăm dò cổ tay phải của Samuel và cậu hét lên vì đau. Cổ tay cậu đã gãy Samuel Roth. Chúng ta có thể phải để cho cảnh sát lo vụ này. Samuel rên lớn, cậu đang nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra khi cảnh sát mang cậu về nhà trong tình trạng nhục nhã thế này. Trái tim của dì Rachel sẽ vỡ tung, còn bố cậu sẽ giết chết cậu. Nhưng quan trọng hơn, làm sao cậu còn hy vọng chinh phục được con gái của bác sĩ Wall? Cậu là tên tội phạm, một người Tây đã nhúng chàm. Samuel chợt thấy cổ tay đau nhói lên một cái và cậu ngước mắt kia nhìn lên ông bác sĩ bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên, đau buồn. Tốt rồi, bác sĩ Wall nói. Tôi đã xong. Ông đặt một thanh nẹp vào cổ tay cậu rồi hỏi. Cậu sống ở gần đây hả Samuel Raffi? Không ạ, thưa ông. Cậu thường lai vãng quanh đây phải không? Vâng, thưa ông. Tại sao? Tại sao? Well nói ra sự thật, ông ta sẽ cười vào mũi cậu. Cháu muốn trở thành bác sĩ. Samuel thốt lên, không dằn lòng được. Bác sĩ Wall nhìn sững cậu với vẻ hoài nghi. Đó là lý do khiến cậu trèo lên tường nhà tôi như một tên trộm sao? Samuel kể hết tất cả. Cậu kể về người mẹ bị chết trên phố, về ông bố, về chuyến đi đầu tiên đến Krakow, về nỗi thất vọng, về việc đêm nào cậu cũng bị nhốt trong khu Do Thái như những con vật. Cậu kể về cảm giác của mình với con gái của bác sĩ. Cậu kể tất cả mọi thứ và bác sĩ Wall lắng nghe trong im lặng. Câu chuyện có vẻ lố bịch ngay cả đối với tài của Samuel. Và khi kết thúc, cậu thì thầm. Cháu xin lỗi. Bác sĩ Wall nhìn cậu một lúc, rồi ông nói. Bác cũng xin lỗi, cho cháu, cho bác và cho tất cả chúng ta. Mỗi người là một tù nhân và sự trớ trêu nhất của tất cả là phải trở thành tù nhân của người khác. Samuel ngỡ ngàng ngước nhìn ông. Cháu không hiểu thưa bác sĩ. Ông bác sĩ thở dài. Một ngày kia cháu sẽ hiểu. Ông đứng dậy, đi về phía bàn làm việc, chọn một cái ống điếu, từ từ nhét thuốc vào đầy nọ. Bác e rằng hôm nay là một ngày tồi tệ cho cháu Samuel Raffi. Ông đặt que diêm lên nọ điếu, thổi tắt và quay lại phía cậu bé. Không phải vì cái cổ tay bị gãy của cháu. Nó sẽ lành lại, nhưng bác sắp phải gây cho cháu một vết đau, mà chắc sẽ không liền nhanh như vậy. Samuel nhìn ông cặp mắt mở to. Bác sĩ Wall đến bên cạnh cậu, và khi ông nói giọng ông thật dịu dàng. Rất ít người có được một giấc mơ, còn cháu có đến hai giấc mơ, và bác e rằng mình sắp phải phá vỡ cả hai giấc mơ của cháu. Cháu không... Hãy nghe cho kỹ lời của bác nói, Samuel. Cháu sẽ không bao giờ trở thành bác sĩ, không bao giờ trong cái thế giới này. Chỉ có ba người bọn bác được phép hành nghề trong khu Do Thái này. Ở đây có đến hàng tá bác sĩ giỏi đang chờ bọn bác về hưu hoặc chết đi để có thể thế chỗ. Không có cơ hội nào dành cho cháu cả. Không, cháu đã sinh lầm thời rồi, lầm nơi rồi. Cháu có hiểu lời bác nói không cậu bé? Samuel nuốt nước bọt. Dạ hiểu. Ông bác sĩ do dự rồi tiếp tục. Về giấc mơ thứ hai của cháu, bác nghĩ rằng giấc mơ này cũng không thể được. Cháu không có cơ may nào để lấy được Terenia.
Tại sao? Samuel hỏi. Bác sĩ Hòa nhìn cậu. Tại sao? Vì cùng một lý do khiến cháu không thể trở thành bác sĩ. Gia đình bác sống theo quy tắc, theo truyền thống. Con gái của bác sĩ lấy một người cùng giai cấp với nó, một người có khả năng giúp nó tiếp tục nếp sống mà nó đã được từng sống. Nó sẽ lấy một chuyên gia, một luật sư, một bác sĩ hoặc một giáo sĩ. Cháu, thôi, cháu phải quên nó đi. Nhưng ông bác sĩ dẫn cậu ra cửa. Cháu nhớ giữ gìn mấy thanh nẹp đó trong vài ngày, nhớ giữ chúng sạch sẽ. Vâng, thưa bác sĩ. Samuel nói, cảm ơn bác sĩ Wong. Bác sĩ Wong ngắm nhìn cậu bé tóc vàng có vẻ thông minh trước mặt mình. Chào cháu, Samuel. Đầu giờ chiều ngày hôm sau, Samuel nhấn chuông cửa nhà bác sĩ Wong. Ông lặng lẽ ngắm cậu bé qua khung cửa sổ. Bác sĩ Wong biết mình phải đuổi cậu bé đi. Cho cậu ấy vào, bác sĩ Wong nói với người giúp việc. Sau đó cứ mỗi tuần Samuel lại đến nhà bác sĩ Wong đôi ba lần. Cậu giúp bác sĩ làm công việc vặt và bù lại ông bác sĩ để cho cậu được quan sát khi ông điều trị bệnh nhân, hoặc làm việc trong phòng thí nghiệm, phòng điều chế thuốc. Cậu bé quan sát, nghiên cứu và ghi nhớ tất cả. Cậu quả là một tài năng thiên bẩm. Càng ngày, bác sĩ Wong càng cảm thấy mình có lỗi vì ông biết rằng như thế là mình đang khích lệ Samuel, cổ vũ cậu trở thành con người mà cậu không bao giờ có thể đạt tới, nhưng ông lại không nhẫn tâm xua đuổi cậu. Không hiểu là tình cờ hay cố ý mà Terenia rất hay ở quanh quẩn bên Samuel mỗi khi cậu bé có mặt ở nhà cô. Thỉnh thoảng, cậu lại liếc nhìn cô đi qua phòng thí nghiệm hoặc ra khỏi nhà. Và một lần cậu đã đâm sầm vào cô ta trong bếp. Tim cậu đập mạnh đến nỗi cậu tưởng mình sắp xỉu đi. Cô ta nhìn cậu một lúc lâu, vẻ xét đoán lộ rõ trong mắt. Cô ta lạnh nhạt gật đầu và bước đi. Ít nhất thì cô ta cũng đã chú ý đến cậu. Đó là bước đầu tiên. Còn lại chỉ còn là vấn đề thời gian. Samuel không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là số phận. Terania đã trở thành phần chính trong giấc mơ của cậu về tương lai. Trước kia cậu mơ ước cho bản thân mình, thì nay cậu mơ ước cho cả hai người. Bằng cách nào đó, cậu sẽ đưa cả hai người ra khỏi khu do thái khủng khiếp, cái nhà tù đông đúc bẩn thỉu này, và cậu sẽ trở thành một người thành đạt vĩ đại. Nhưng bây giờ sự thành công của cậu không phải chỉ dành cho mình cậu, mà là dành cho cả hai người. Cho dù việc đó bất khả thi. Elizabeth ngủ thiếp đi trong lúc đọc về cụ Samuel. Sáng hôm sau khi thức giấc, nàng cẩn thận giấu quyển sách đi và bắt đầu thay quần áo đi học. Nàng không tài nào gạt được Samuel ra khỏi tâm trí. Làm cách nào ông cưới được Terenia? Làm cách nào trốn thoát khỏi khu do thái? Và làm sao để trở nên nổi tiếng? Elizabeth đã bị quyển sách lôi cuốn hoàn toàn và nàng luôn cảm thấy bực bội mỗi khi bị bắt buộc phải xa rời nó trở về thế kỷ 20. Một trong những môn học bắt buộc của Elizabeth là ballet và nàng cảm thấy ghê tởm nó. Nàng thường tự ấn mình vào trong chiếc váy xòe màu hồng, nhìn kỹ mình trong gương và cố tự bảo với bản thân rằng thân hình của mình thật khều gợi. Nhưng sự thật thì ở ngay trước mặt, nàng quá mập. Nàng sẽ không bao giờ trở thành một diễn viên ballet. Một thời gian ngắn sau lễ sinh nhật thứ 14 của Elizabeth, bà Netu Rover, cô giáo ballet của nàng, thông báo rằng hai tuần nữa lớp học sẽ tổ chức một buổi vũ hội theo thông lệ hàng năm trong giảng đường và các học sinh phải mời bố mẹ đến. Elizabeth rơi vào trạng thái phập phồng lo sợ. Chỉ cần nghĩ đến cảnh phải bước lên sân khấu đứng trước khán giả thôi đã đủ làm cho nàng kinh hoàng rồi. Nàng không thể làm được việc đó. Một cô bé đang chạy qua đường trước mặt một chiếc xe hơi. Elizabeth trông thấy cô ta, chạy nhanh ra và giật cô bé ra khỏi nanh vuốt tử thần. Không may thay, thưa các quý bà quý ông, ngón chân của Elizabeth hoạt tệp bị bánh xe hơi cán lên,
và cô sẽ không tham gia buổi vũ hội tối nay. Một người hầu gái đã sơ ý để bánh xà phòng lên đầu cầu thang. Elizabeth bị trượt chân và ngã lăn xuống các bậc thang, vỡ xương chậu. Bác sĩ cho biết không có gì đáng ngại. Vết thương sẽ lành hẳn sau 3 tuần. Nhưng không may mắn như thế, vào ngày biểu diễn, Elizabeth vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng tâm trạng gần như hóa rồ. Một lần nữa, lại là Samuel ra tay giúp đỡ nàng. Nàng nhớ lại cụ đã hoảng sợ như thế nào, nhưng cụ vẫn quay lại gặp bác sĩ. Nàng sẽ không làm điều gì để cho cụ Samuel phải mất mặt. Nàng sẽ đương đầu với thử thách. Elizabeth thậm chí đã không hề nhắc đến buổi biểu diễn với bố nàng. Từ trước đến giờ, nàng vẫn từng yêu cầu ông dự các buổi họp hoặc các buổi liên hoan của nhà trường mà các bậc phụ huynh được đề nghị tham gia, nhưng bao giờ ông cũng tỏ ra quá bận rộn. Tối hôm đó, khi Elizabeth chuẩn bị đến vũ hội, bố nàng chợt về nhà. Ông đã vắng nhà suốt 10 ngày nay. Ông đi qua phòng ngủ của nàng, nhìn thấy nàng và nói: "Chào con Elizabeth, con béo ra một chút thì phải." Nàng đỏ mặt và cố thắt chặt cò. "Vâng, bố ạ." Ông định nói gì nhưng lại đổi ý. "Việc học hành của con ra sao rồi?" "Vẫn tốt, cảm ơn bố." "Không có vấn đề gì chứ?" "Không, không bố ạ." "Tốt." Đó là đoạn hội thoại mà họ đã lặp đi lặp lại trong mấy năm qua. Đoạn kinh cầu nguyện vô nghĩa mà dường như là hình thức giao tiếp duy nhất giữa hai bố con. "Việc học hành của con ra sao rồi?" "Vẫn tốt, cảm ơn bố, không có vấn đề gì chứ?" "Không bố ạ." "Tốt." Hai người xa lạ nói chuyện thời tiết, người nọ lại không lắng nghe hoặc quan tâm đến ý kiến của người kia. Thế đấy, chỉ có một trong hai người quan tâm, Elizabeth nghĩ. Nhưng lần này, Sam Raffi vẫn đứng đó, ngắm nhìn con gái với vẻ suy tư trên khuôn mặt. Ông đã quen giải quyết các vấn đề cụ thể, và mặc dù ông cảm thấy đây cũng là một vấn đề, nhưng ông không biết nó là gì. Và nếu ai đó nói cho ông thì câu trả lời chắc sẽ là: "Đừng vớ vẩn, tôi đã cho Elizabeth đủ mọi thứ." Lúc bố nàng quay lưng rời đi, Elizabeth nghe thấy chính mình nói: Lớp ballet của con tổ chức một buổi biểu diễn, bố không muốn đến xem hay sao?" Và ngay cả khi nói xong mấy lời đó, trong lòng nàng vẫn còn tràn đầy cảm giác sợ hãi. Nàng không muốn ông đến đó chứng kiến sự vụng về của nàng. Tại sao nàng lại đề nghị ông? Nhưng nàng biết tại sao. Bởi vì nàng là cô gái duy nhất trong lớp mà bố mẹ thường xuyên vắng mặt tại giảng đường. Dù sao thì điều đó cũng không quan trọng, nàng tự nhủ, vì ông sẽ nói không. Nàng lắc đầu tự giận mình và quay đi. Và đằng sau nàng, không thể tin nổi, nàng nghe thấy giọng bố trả lời: "Bố muốn đến lắm." Giảng đường chật ních các bậc phụ huynh, người thân và bạn bè chăm chú theo dõi các học sinh múa theo tiếng nhạc đệm từ hai chiếc dương cầm lớn ở hai bên sân khấu. Bà Netuvrova đứng tránh sang một bên, đếm nhịp rất to trong khi bọn trẻ múa, cố thu hút sự chú ý của bố mẹ lũ trẻ. Một số ít học sinh đặc biệt duyên dáng và tỏ ra thực sự có tài, còn những em khác thì diễn bằng tất cả lòng nhiệt tình thay thế cho phần tài năng còn thiếu. Chương trình thông báo ba đoạn nhạc trích Coppelia, Cinderella và như thường lệ Hồ Thiên Nga. Đặc biệt sẽ có tiết mục múa đơn, mà lúc đó mỗi em sẽ được hưởng một khoảnh khắc vinh quang một mình. Đằng sau cánh gà, Elizabeth đang chìm ngập trong sự sợ hãi. Nàng không ngừng liếc ra phía khán đài, và mỗi khi nhìn thấy bố mình ngồi ở chính giữa dãy thứ hai, nàng lại nghĩ mình thật là dại dột khi đề nghị bố đến đây. Trong suốt buổi trình diễn, Elizabeth không tài nào bắt kịp nhạc đệm và nàng luôn phải nấp sau các bàn khác.
nhưng rồi thì đoạn độc diễn của nàng cũng đã đến. Nàng cảm thấy mình phì nộn trong chiếc váy xòe như một đồ vật trong rạp xiếc. Nàng chắc rằng tất cả mọi người sẽ cười ồ lên chế giễu khi nàng đơn độc bước ra sân khấu. Và nàng đã mời bố đến xem sự bẻ bàng của mình. Điều an ủi duy nhất của Elizabeth là màn độc diễn của nàng chỉ dài có một phút. Bà Nettleroyce luôn tỉnh táo, nó sẽ kết thúc rất nhanh để không ai kịp bình phẩm nàng. Tất cả những gì của bố Elizabeth phải làm là liếc qua trong một phút và tiết mục của nàng sẽ kết thúc. Elizabeth ngắm nhìn các cô gái khác trong lúc họ múa. Từng người một, đối với nàng thì họ chẳng khác gì Markova, Maximova, Fontefin. Nàng bỗng giật mình vì một bàn tay giá lạnh nắm vào cánh tay trần của mình và bà Nettleroyce rít lên. Nhón gót lên, Elizabeth, em là người tiếp theo. Elizabeth cố nói, vâng, thưa cô. Nhưng cổ họng nàng khô khốc đến độ không một lời nào được thốt ra. Hai chiếc dương cầm bắt đầu dạo bán nhạc quen thuộc cho màn diễn của Elizabeth. Nàng đứng đó như bị đóng băng, bất động, và bà Nettleroyce thì thầm, ra ngoài đi. Rồi Elizabeth cảm thấy lưng bị đẩy mạnh và nàng ở trên sân khấu gần như trần trụi trước mắt hàng trăm cặp mắt xa lạ không thiện cảm. Nàng không dám nhìn bố mình. Tất cả những gì nàng muốn là mau chóng thoát khỏi thử thách này và bỏ chạy thật xa. Việc nàng phải làm thật dễ dàng, vài cái nhún gối, một vài động tác múa và nhảy lên. Nàng bắt đầu vào các bước đi cố theo đúng nhạc, tự nghĩ mình mảnh dẻ và mềm mại. Khi nàng kết thúc, có tiếng vỗ tay lịch sự nhưng rời rạc vọng lên từ phía khán giả. Elizabeth nhìn xuống hàng ghế thứ hai và ở đó là bố nàng đang mỉm cười và tự hào vỗ tay. Vỗ tay cho nàng và lòng nhiệt tình trong Elizabeth chợt trỗi dậy. Nhạc đã ngừng nhưng Elizabeth vẫn tiếp tục múa, vẫn nhún gối, vẫn bước qua bước lại, xoay người như đang trong trạng thái vô thức. Các nhạc công bối rối bắt đầu chơi tiếp. Đầu tiên là một chiếc dương cầm, rồi chiếc kia cố gắng bắt theo nhịp bước của nàng. Đằng sau sân khấu, bà Nettleroyce ra dấu cho Elizabeth một cách cuồng loạn, gương mặt tràn đầy sự tức giận. Nhưng Elizabeth đã không nhận biết được gì hết vì quá sung sướng cứ tự mình nhảy múa. Điều duy nhất đáng kể với nàng là nàng đang ở trên sân khấu múa cho bố nàng xem. Tôi chắc rằng ông hiểu, ông Ralphie, rằng ngôi trường này không thể nào tha thứ cho kiểu thái độ đó. Giọng bà Nettleroyce rung lên vì giận dữ, con gái của ông đã không thèm để ý đến ai khác và hành động như thế cô ta là một thứ ngôi sao vậy. Elizabeth có thể cảm thấy bố quay sang nhìn mình và nàng sợ hãi khi chạm phải ánh mắt của ông ta. Nàng biết rằng điều nàng vừa làm là không thể tha thứ, nhưng nàng đã không thể tài nào kiềm chế được bản thân. Trong một khoảng thời gian ngắn trên sân khấu, nàng đã cố tạo ra một cái gì đó thật đẹp cho bố nàng, cố gây ấn tượng với ông, làm ông quan tâm đến nàng, tự hào vì nàng và yêu thương nàng. Còn bây giờ thì nàng nghe thấy ông nói, cô Nettleroyce, cô hoàn toàn đúng. Tôi sẽ xem xét để trừng phạt Elizabeth một cách đích đáng. Bà Nettleroyce ném cho Elizabeth một cái nhìn đắc thắng và nói, cảm ơn ông Ralphie, tôi xin giao việc này cho ông. Elizabeth và bố đứng ngoài trường học. Ông không hề nói nửa lời từ lúc rời khỏi văn phòng của bà Nettleroyce. Elizabeth cố gắng sáng tác ra một lời xin lỗi, nhưng nàng có thể nói gì đây? Nàng làm sao có thể giải thích cho ông hiểu tại sao nàng lại làm cái điều mà nàng vừa làm? Ông là một người xa lạ và nàng sợ ông. Nàng đã được nghe chuyện ông trút những cơn giận khủng khiếp lên đầu những người khác vì lỗi lầm của họ hoặc vì họ không nghe lời ông. Bây giờ ông đứng đây chờ đợi sự tức giận tột cùng của ông đổ xuống đầu. Ông quay sang nàng và nói, Elizabeth,
tại sao chúng ta không tới Rumpelmayer's uống một cốc sô-cô-la soda nhỉ? Và Elizabeth òa lên khóc. Đêm đó, Elizabeth nằm trên giường thao thức, không ngủ được vì quá kích thích. Nàng ôm lại sự việc xảy ra lúc tối và nàng gần như không chịu được sự kích động mà nó gây ra cho mình. Bởi vì đây không phải là mộng mơ giả tạo, nó đã xảy ra, nó có thật. Nàng có thể thấy mình và bố ngồi trong quán Rumpelmayer's, xung quanh là lũ gấu, voi, sư tử, ngựa vằn nhồi bông lớn vàng sặc sỡ. Elizabeth gọi một cốc kem chuối và khi nó được mang tới thì nàng mới thấy nó là thật sự vĩ đại. Nhưng bố nàng không hề phê bình gì. Ông đang nói chuyện với nàng. Không phải là việc học hành của con ra sao rồi vẫn tốt. Cảm ơn bố. Không có vấn đề gì chứ không bố ạ tốt. Mà là nói chuyện thực sự. Ông kể cho nàng nghe về chuyến đi gần đây đến Tokyo và người chủ tiệc đã đặc biệt mời ông món sô-cô-la đầy châu chấu và kiến ra sao. Và ông đã phải ăn hết để khỏi làm ông ta mất mặt như thế nào. Khi Elizabeth đã xử lý xong thì kem cuối cùng, bố nàng bỗng nói. Cái gì đã khiến con làm như vậy, Liz? Nàng biết mọi việc giờ đây đang sắp sửa hỏng hết, rằng bố nàng chuẩn bị trách mắng nàng, nói với nàng ông thất vọng về nàng biết bao nhiêu. Nàng trả lời. Con muốn giỏi hơn bất cứ người nào. Nàng không thể kìm được lời nói thêm. Cho bố thấy. Ông nhìn nàng dường như là lâu lắm rồi phá lên cười. Chắc chắn là con đã làm cho đến cả quý thần cũng phải ngạc nhiên. Có chút gì kiêu hãnh lộ ra trong giọng nói của ông. Elizabeth cảm thấy máu dồn lên má nàng và nàng nói. Bố không giận con sao? Cặp mắt ông ánh lên một vẻ lạ kỳ mà nàng chưa bao giờ được thấy. Vì con muốn trở thành người giỏi nhất hay sao? Tất cả người của dòng họ Raffe đều như thế. Nhưng ý nghĩ cuối cùng của Elizabeth trước khi nàng chìm vào giấc ngủ là bố mình thích ông thực sự thích mình. Từ giờ trở đi, hai bố con sẽ luôn được ở bên nhau. Ông sẽ đưa mình đi theo ông, hai người sẽ nói với nhau nhiều chuyện và sẽ trở thành đôi bạn thân thiết. Buổi chiều hôm sau, thư ký của bố nàng thông báo cho nàng biết, mọi việc đã được lo liệu để gửi Elizabeth sang học một trường nội trú tận đất nước Thụy Sĩ xa xôi. Elizabeth được đăng ký vào học ở International Chateau Le Mans, trường dành riêng cho nữ ở làng St. Place, nhìn ra hồ Neuchâtel. Tuổi của các cô gái trong trường là từ 14 đến 18. Đây là một trường tốt nhất trong hệ thống giáo dục tuyệt vời ở Thụy Sĩ. Elizabeth căm ghét mọi giây phút ở đó. Nàng có cảm giác mình bị đi đày. Nàng bị đưa đi xa nhà, nó giống như sự trừng phạt về một tội lỗi mà nàng không hề phạm phải. Vào buổi tối kỳ diệu duy nhất, nàng cảm thấy mình sắp đạt được điều tuyệt diệu, khám phá được bố nàng và bố nàng khám phá được nàng. Và họ đang trở nên thân thiết. Nhưng giờ đây, nàng đã xa cách bố hơn bao giờ hết. Elizabeth vẫn có thể theo dõi các hoạt động của bố nàng qua tờ báo hàng ngày và tạp chí. Trên đó, thường xuyên có những bài viết và ảnh về cuộc gặp gỡ của ông với thủ tướng hoặc tổng thống. Khánh thành một nhà máy dược phẩm mới ở Bombay. Về cuộc leo núi, ăn tối với giáo chủ Iran. Elizabeth dán tất cả những tin tức đó vào một quyển vở và nàng thường xuyên dở ra ngẫm nghía. Nàng giấu nó bên quyển sách về cụ Samuel. Elizabeth luôn tìm cách xa rời các sinh viên khác. Một vài cô gái ở chung phòng với hai hoặc ba cô khác, nhưng Elizabeth đã yêu cầu được ở một mình, một phòng. Nàng viết cho bố nhiều bức thư dài rồi xé nát, những bức nào cũng bộc lộ tình cảm của mình. Đôi khi nàng cũng nhận được những bức thư ngắn của bố vào ngày sinh nhật, là nhiều món quà bọc giấy hoa,
mua ở các cửa hàng sang trọng. Được người thư ký đích thân đưa đến, Elizabeth thấy nhớ bố kinh khủng. Nàng sắp được gặp ông tại biệt thự Sardinia vào lễ Noel, và trong lúc thời gian ngày càng đến gần thì sự chờ đợi thật là không thể chịu đựng nổi. Nàng phát ốm vì kích động, nàng lập ra một danh sách những việc quyết tâm làm và cẩn thận viết chúng ra. Không gây phiền phức, tỏ ra quan tâm, không phàn nàn về bất cứ chuyện gì, đặc biệt là chuyện ở trường, không cho bố biết là mình đang cô đơn, không ngắt lời khi bố đang nói, ăn mặc chỉnh tề vào bất kỳ lúc nào kể cả bữa sáng, cười thật nhiều để cho ông biết mình đang hạnh phúc thế nào. Những lời ghi chú như cuốn kinh cầu nguyện, lời cầu xin của nàng với các vị thần. Nếu nàng thực hiện tất cả những điều này, có thể, những quyết tâm của Elizabeth sẽ trở thành kỳ cục. Nàng đã điều tra, nghiên cứu về thế giới thứ ba và 19 nước đang phát triển, và bố nàng sẽ nói, bố không ngờ con lại quan tâm đến vậy. Điều số 2, con là cô gái xuất sắc Elizabeth. Sau đó, ông sẽ quay sang người thư ký và nói, tôi không nghĩ rằng Elizabeth cần trở lại trường, tại sao tôi không giữ nó ở lại đây với tôi? Một lời cầu nguyện. Một chiếc Learjet của tập đoàn đến đón Elizabeth ở Zurich và đưa nàng đến sân bay ở Obia, nơi có một chiếc limousine đang chờ sẵn. Elizabeth ngồi vào băng sau của xe, im lặng, ép chặt hai đầu gối vào nhau để cho đỡ rung. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nàng quả quyết nghĩ không được để cho ông thấy mình khóc, ông phải biết được mình nhớ ông như thế nào. Chiếc xe lướt qua xa lộ dài và quanh co, dẫn đến bờ biển Smeralda, rồi rẽ vào con đường nhỏ, chạy vòng quanh lên đỉnh đồi. Con đường này luôn làm Elizabeth sợ hãi. Đây là đoạn đường hẹp và dốc, bên này là núi cao, và bên kia là vực sâu muôn trường. Chiếc xe dừng lại ở trước nhà, và Elizabeth bước ra khỏi xe, đi về phía ngôi nhà, và rồi nàng chạy với hết sức lực của mình, cửa trước mở ra, và Margarita, bà quản gia người Sardinia, đứng đó mỉm cười. Chào cô, Elizabeth. Bố tôi đâu? Nàng hỏi. Ông chủ có việc gấp phải đi Úc, nhưng ông ấy đã để lại rất nhiều món quà xinh đẹp cho cô. Một mùa Noel dễ thương lại sắp đến rồi.